con biết sao không, trái cây thì nó có đủ nhưng mà nó qua từng từng mùa cũng như là dâu nó có trước, như có đợt đợt theo đợt, có đợt đợt vậy đó con. Bởi vậy nhiều khi khách vô không biết hỏi trái cây, không phải mình gạ ấy mà điều nó có qua rồi, mà dâu con để trên cây là con không có trữ được, nó sẽ rụng xuống. Cái gì cũng vậy, như măng cụt chín mình phải hái, chứ mình để vài bữa cái măng cụt nó cứng lại. Mọi người đi theo em nha mọi người nha. Thì theo chia sẻ của cô với lại một anh nhân viên ở đây thì vườn trái cây đó mọi người, ở trong đây thì có những trái như là chôm chôm nè và măng cụt nha. Đó thì ở trong đây hồi nãy em vào thì khá là nhiều vườn luôn, cũng như là vườn chú bảy nheo phía bên kia và rất là nhiều vườn nha mọi người nha. Em vào tham quan. Nếu mà video ngắn quá thì em sẽ đi thêm một cái vườn khác để giới thiệu đến mọi người nha. Wow, chôm chôm. Thấy không người? Chôm nè, đỏ ao. Thì vườn này thì chôm chôm là nhiều nha. Măng cục thì cũng có nhưng mà nó đa phần là ít hơn. Xin chào mọi người, hiện tại hôm nay có mặt tại Củ Chi nha. Hôm nay thì em đi vườn chú Hai Huệ nha. Đó, thì mời quý cô chú anh chị theo chân em để vào bên trong xem như thế nào nha. Ok, mọi người nha. Quay bên đó cho mọi người xem kìa. Wow, chảy quá trời. Đi, đi mọi người. Ok, mọi người theo chân em thôi. Con biết sao không, trái cây thì nó có đủ nhưng mà nó qua từng từng mùa cũng như là dâu nó có trước, như có đợt đợt theo đợt, có đợt đợt vậy đó con. Bởi vậy nhiều khi khách vô không có biết hỏi trái cây, không phải mình gạ ấy mà điều nó có qua rồi, mà dâu con để trên cây là con không có trữ được, nó sẽ rụng xuống. Cái gì cũng vậy, như măng cụt chín mình phải hái, chứ mình để vài bữa cái măng cụt nó cứng lại, nó chín nó cứng lại chứ không phải nó chín mà nó mềm. Đó con, vậy đó. Wow, con tham quan. Dạ cảm ơn con. Ở đây thì mình ăn có mấy món nào như nào anh? Kết hợp mùi vườn này chỉ có làm món gà nấu cháo bắp gỏi. Gà nấu cháo bắp gỏi. Còn món gì là nói chung á, nói là chung một giá cả sao? 350.000 một con là mình làm xong rồi, con phải ký 7 ký 8. Ký 7 ký 8. Là chỉ có gà thôi, không có món nào khác. Không chỉ có gà. Dạ. Ở trong vườn thì vẫn có chôm chôm với lại chôm chôm cũng được. Dạ rồi, để em vào tham quan. Dạ, dạ. Cảm ơn. Mọi người xin chào em nha. Bên phải quẹo phải đó. Quẹo phải qua là con dư cái tới cây mí mà anh rào củi ngang á. Dạ, ở trong bờ đê là nó có hàng rào là đâm thẳng xuống. Dạ, là tức là đi vòng đây đúng không? Cho nên là vuông luôn. Dạ dạ rồi. Nãy giờ mình đi đường này mình ra quải cái tới cuối cuối cái đằng ranh á, cái mình quẹo xuống vườn dạ. Cái mình đi vô. Dạ rồi, cảm ơn. Rồi cái vé thì mình mua sao vé? Vé 100.000 người. 100.000 người. Dạ. Là mình đưa tiền trước hay là mình đi vòng? Đi tiền trước. Dạ rồi. Mọi người đi theo em nha mọi người nha. Thì theo chia sẻ của cô với lại một anh nhân viên ở đây thì vườn trái cây đó mọi người, ở trong đây thì có những trái như là chôm chôm nè và măng cụt nha. Đó thì ở trong đây hồi nãy em vào thì khá là nhiều vườn luôn, cũng như là vườn chú bảy nheo phía bên kia và rất là nhiều vườn nha mọi người nha. Em vào tham quan. Nếu mà video ngắn quá thì em sẽ đi thêm một cái vườn khác để giới thiệu đến mọi người nha. Wow, chôm chôm. Thấy không người? Chôm chôm nè, đỏ ao. Thì vườn này thì chôm chôm là nhiều nha. Măng cụt thì cũng có nhưng mà nó đa phần là ít hơn. Tại vì cô cũng mới chia sẻ là vườn chôm chôm, vườn măng cụt đó mọi người. Và phía bên măng cụt thì đi theo đợt, tức là nở nó ra trái theo đợt. Có măng cụt nữa kìa. Đây, đi tham quan hết một vòng xong rồi mình vào mình bẻ nha. Hồi cái video trước á là em đi vườn trái cây ở bên Tây Ninh á thì có khá là nhiều bạn bình luận bên dưới nói là sao vườn trái cây á mà không vào bẻ được, không mua vé chỉ vào tham quan thôi. Thì nếu mà mình vào tham quan thì cũng được, đi không có cần mua vé thì cũng tham quan thôi, nhưng mà quan trọng là mình phải thảo luận nha mọi người. Mình phải thảo luận với lại chủ đó là mình có cần mua vé để vào hay không. Ví dụ như người ta đưa 100 hoặc 120 là vé là mình vào bẻ, hoặc người ta nói ơi tham quan thì mình cứ tham quan thôi. Đó, wow, chảy nè mọi người. Vào đây ăn thoải mái nha mọi người nha. Vé ở đây là đúng 100k nha. Đây, vô đây thì ăn thoải mái nha. Wow, trái, quả trái luôn. Bên kia măng cụt.
hai người có 200k ăn thoải mái luôn. Ngọt. Trời đỏ anh em. Mọi người. Đây, mời mọi người nha. Có ào nè. Thấy gõ không nè? Thấy gõ không? Mời mọi người nha. Wow, đỏ ào luôn. Gió mát. Sông nước. Sông này là sông Sài Gòn nha mọi người nha. Hướng ra sông Sài Gòn. Ngọt. Rồi mọi người quay ra coi cho mọi người xem nè. Gõ này nhằm làm sao hết nổi. Quá trời mọi người. Đây là măng cục nè mọi người. Trái nè. Trái bên trong không? Nhìn khó thấy à. Đi xuống đây. Sớm giờ mình bẻ nhiều chưa anh? Được chắc đủ ăn á. Dạ. Tại vì trái nào trái nó cũng không biết đâu. Chứ là hái trái nào lụm trái đó rồi. Ở đây chủ vườn cũng cho mình leo lên bẻ thoải mái ha. À, đúng rồi. Dạ. Chứ nghĩ là sao ăn no đi về. Dạ. Thế là dạ. Qua thoải mái ha. Chắc ra là tính ký á. Dạ. Mình băng ăn trong đây thì bình thường phải không? Sách ra ngoài là tính ký đúng không? Ờ, còn mang về thì cứ tính ký, cân ký tiền. Thì ngoài đó là ký khoảng ký bao nhiêu? Ký 3. Nói như là mang cục 35. Dạ. Cục 35 còn chôm chôm 12. Dạ. Rồi, cảm ơn chị nha. Rồi ok. Ồ, trái quá trời trái mọi người ơi. Nhìn trái quá trời trái. Đây có mọi người ngồi ở đây nè. Tới hàng gạo đó, nãy anh nói tới hàng gạo đó hết phải không? Đây là chôm chôm là nhiều rồi. Rồi trong kia cũng có mưa. Cô đặt đi qua đây. Bên đây măng cục nè mọi người. Cái này chín rồi, chưa chín hay là? Đèo lên hái á. Lên đèo hái nha. Đó đi đâu rồi? Ba nó đi lấy hái rồi. To mà cao quá. Sáng giờ cô hái nhiều chưa cô? Sáng giờ cô hái nhiều chưa? Hái được 2 ký rồi. Dạ. Sáng giờ anh chị có hái măng cục không? Có. Wow. Cái đó là đem về hay là mình ăn đó luôn? Ăn đây luôn hả? Anh chị đến đây lâu chưa? Đến mới đến 9 mấy ngày 10 giờ. Dạ. Thôi anh chị vui vẻ ha. Cái trứng nè. Cái này phải leo phải móc rồi. Tao quay cho mày leo nè. Em Nam camera nó quay leo lên trên đó mọi người nha. Nó bẻ măng cục mà cây măng cục này cao quá. À, ở đây thoải mái, chủ vườn ở đây cũng thoải mái nha mọi người nha. À, tức là vé 100 ngàn là vào ăn thoải mái luôn. Ăn no về. Đó. Được leo trèo bẻ thoải mái luôn. Nhưng mà đừng làm gãy cụm cây quá nha. Úi giời ơi, nhẹ nhẹ thôi Nam. Nhẹ thôi. Đây, lụm. Đây. Đây. Đó. Anh chị kia nãy bẻ một bọc luôn người. Chừng 3-4 ký, 3 ký có. Cây măng cục mà trái cao quá mọi người. Tuốt ở trên đọt không? Yeah. Từ Nam ơi. Ở đây nha. Đó. Trái đen là trái chín mùi nha mọi người. Còn trái đỏ đỏ thì nó vừa chín nha. Như trái này nè. Nó còn đỏ đỏ nè. Là vừa chín tới nha. Còn trái màu đen là
đã chín lâu rồi mọi người, chín mùi rồi đó. Gớp cái bờ mương Nam ơi. Ui. Này trái đen gì là chín nè mọi người nè. Cho mọi người xem nè. Thấy không? Trái đen này là chín mùi nè, còn trái đỏ là mới chín hòm nha. Vừa chín tới, bóp mềm luôn nè. Trái đỏ này vừa chín tới nó còn hơi cứng nhẹ nhưng vẫn ăn được nha. Đây. Qué 100.000. Đây, trời, trái này chín nè. Hôm nay hai anh em vào cũng có mọi người đông á. Wow, nãy cái đường mà đây mà. Cái đường mà nãy em đi vào mọi người. Rồi ta nói á, khá là nhiều, hôm nay ngày Chủ nhật em đi nè, khá là nhiều khách luôn. Chú Mười nheo ở bên kia á, là đông luôn, không có vào được luôn người ơi, xe đậu đầy luôn. Bên đây cũng vậy, xe quá nhiều luôn. Hôm nay sáng giờ này khoảng 10 giờ chín mấy, gần 10 giờ sáng em đi đến đây. Mà ta nói ở ngoài cổng ta đông cực kỳ. Trái này nè mọi người, mềm mềm nhẹ nè, hơi đỏ nhẹ nha. Ui, nhìn dưới nè. Nhìn dưới nè. Thôi rồi. Bẻ đi con thằng. Đóng dưới đây nè. Bẻ đi gom lại một hồi ngồi một chỗ ăn luôn. Ừ. Mọi người, quá trời đi. Em nè. Trái. Trái màu đen là chín nha. Mùi luôn nè. Wow. Ngon chưa? Này. Thấy chưa? Mọi người nha. Ăn tại vườn luôn. Trời ngọt. Quá ngọt. Đã ghê. Ồ, rất lâu dữ rồi Nam. Hả? Trời ơi, mày ăn mà dục vỏ đây. Đồ trái chứ. Đâu? Cây nha, còn nhiều lắm nha. Đây có cả chục cây nè. Đó, anh em, mấy anh em leo lên bẻ tiếp. Nào leo lên. Anh chị bên kia cũng leo lên bẻ được mớ nè. Qua anh quay cho mọi người xem nha. Đây. Quay một đống luôn nào, thấy không? Này bẻ một cây một á chị. Cây đó đó. Dạ. Quá trời. Một cây một á. Nhiều đây cũng hơn ký à. Đó. Cho Nam leo lên người nha. Tiếp tục bẻ xong một hồi bẻ mới chôm chôm mấy cái ngồi ăn nha. Anh em ngồi ăn. Chia sẻ cho người xem nha. Đây thì ăn 100.000 ăn miễn phí luôn. Đừng khờ đầu với Nam. Khờ đầu với Nam mọi người. Thằng ơi. Quá khứ rồi. Hai thằng. Thằng hết đâu Nam. Bẻ chơi. Hả? Thường chân trơn lắm thằng ơi. Phải xuống đi ơi. Còn chung chơ mùi kia nữa nha.
Chịu mày luôn rồi, tao không biết à. Cái thằng ơi, ăn gì lỗ tao. Cũng thấy ngọt. Wow. Nhưng mà chờ ở đây được hai món trái cây cũng ngon. Bên kia là chim chim thái với mít tu nữ, phải không? Còn ở đây chim chim thường với lại măng cục. À, anh em mình cũng chọn măng cục với lại chim chim nè. Đây mọi người, ăn hết nha. Anh em ăn hết xong rồi nếu mà cảm thấy ăn nữa thì bẻ tiếp, còn không ăn nữa thì thôi, anh em mình dừng. Con trái đen đen đỏ đã ghê, đen đen nhìn đã luôn, khá thích nha. Ăn đi Nam. Ồ, quá đã, cái chôm nè, trái nào nấy đỏ ao, một cơn mưa thôi, chỉ cần một cơn mưa thôi là trái nó đỏ rồi. Kia cũng có chôm chôm nha, chôm chôm thái, nhưng mà được cái là không có không có măng cục nha, chỉ có mít tu nữ thôi. Vườn này thì có chôm chôm với lại măng cục nên là em chọn. Giá vé hồi nãy em vào cổng thì hầu hết là 100k nha, vòng vòng hết nha mọi người nha. Ngọt ngay quá. Ngọt ha, có lẽ là chua chua xíu nào ấy. Gì mà không chua một miếng luôn người, không chua một miếng. Nãy giờ lựa trái ăn cho nó chua thử mình biết cảm nhận nó chua mà không thấy chua, ngọt ngay. Đóng là mười. Măng cục này không có kiến mà sao cái chôm chôm nó kiến dữ vậy, chắc nó lại ngọt sao á. Măng cục cũng ngon mà dở dày vậy, dở dày nó vô không được. Nè, đã mọi người, đã mọi người nha, khá ngọt mọi người, không có miếng nào chua luôn. Đây. Trời này đi mát lại mọi người, quay nhìn đẹp không? Mọi người mát lại đẹp không? Mọi người đều có một cái miếng bạc nhỏ xíu ngồi lõm chõm lõm chõm. Vườn này em chọn yên tĩnh nhất nha, để em quay clip giới thiệu đến mọi người nha. Có mấy vườn bên kia nãy đậu xe hơi 6-7 chiếc xe hơi, xe máy chưa tính nha, một đống luôn. Em vào sợ nhiều khi quay á, rồi cái người ta có trong đây người ta cũng có mở cho thuê lò kéo kéo mọi người, nhiều khi người ta cho thuê lò kéo kéo đó, nên là mở lò kéo kéo lên hát á cái bị bản quyền, mà bị bản quyền thì mọi người biết rồi đó, đâu có đăng video gì lên được đâu, cho nên là em chọn vườn này ít người một xíu nhưng mà em quay nó thoải mái hơn nha. Đó, chưa vào vườn kia, mấy bên kia đó, mấy vườn vòng vòng nó nhiều lắm, tức là khoảng hơn 10 vườn á mọi người. Chú mười nheo rồi bên kia kế bên nè, kế bên đây là chú mười nheo nè, còn ở đây là vườn của chú Hai Huệ nha mọi người. Bên kia là chú mười nheo, rồi vòng vòng nó nói chung là nhiều lắm, mà hầu hết là mấy bên kia là đông lắm, ở đây cũng đông lắm nhưng mà hồi sớm người ta đi cũng về bớt ít rồi mọi người, nên là anh em mình chọn vườn này cho nó yên tĩnh, nó quay clip chia sẻ cho mọi người nha. Đó, nếu mọi người hay đăng ký kênh cũng như là like ủng hộ em làm những video tiếp theo nha. Quên nói mọi người nè, sắp tới này, sắp tới khoảng một tuần hơn nữa nha, em có chuyến công tác tại Trung Quốc đó, thì em sẽ đem máy quay đồ của anh quay chia sẻ đến mọi người những video ở bên Trung Quốc nha, cũng như là những cái video mà em đời sống của em bên bển
như thế nào, ăn uống ra làm sao, và những cái cảnh bên đó như thế nào, người dân Trung Quốc sống như thế nào. Đó, thì em qua bển khoảng một tháng em về nha, thì em chia sẻ đến mọi người nhớ đón xem nha. Vài bữa nữa thì em sẽ đi qua bển, thì em sẽ quay cách sinh hoạt của em bên đó như thế nào, người dân bên đó sống như thế nào, và cái cảnh khung cảnh bên đó cũng như là cái sinh hoạt của em bên đó như thế nào. Đó, quay chia sẻ đến người đó, những người thấy hay hãy đăng ký kênh như là like, nhớ ủng hộ em nhiều nha, để em có thêm động lực á, em làm nhiều video hay gửi đến mọi người nha. Ok. Người thấy khách đông, ngồi có xíu mà quá đông. Anh em mình ăn cũng gần hết nha, còn xíu nó hết nha. Nãy giờ quá trời ăn. Khách này nãy mấy anh em vô có ba bốn người, giờ mười mấy hai chục người, mọi người thấy không? Leo cây đồ quá trời. Ok mọi người, nãy giờ em cũng đi vòng hết ở những cái khu vườn trái cây này, chia sẻ đến mọi người nha. Đó thì mọi người vào thì giá như thế nào thì mọi người hỏi trước nha, và ở đó có loại trái cây nào, giá tiền bao nhiêu thì mọi người vào nha. Đó thì em chia sẻ những cái mà em đi, em chia sẻ đến mọi người nha. Nếu mọi người thấy hay hãy đăng ký kênh cũng như là like ủng hộ em nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Bye bye. Trái cây khá nhiều nha mọi người. Vào thì mọi người muốn chọn vườn nào mọi người chọn nha. Thì vào thì mọi người hỏi trong đó có loại trái cây gì thì mọi người vào nha. Ví dụ như mọi người muốn ăn măng cụt với sầu riêng, hay là măng cụt với lại chôm chôm, thì mọi người cứ vào chọn măng cụt với chôm chôm nha. Thì vào thì mọi người hỏi giá và loại trái cây nào có hiện tại thì mọi người vào nha, để mua, để bẻ ăn trực tiếp đó. Thì giá vé thì trung bình tầm 80 đến 100k nha. Hầu hết là đâu cũng vậy, 80 đến 100 nha, tùy theo chỗ. Có loại trái cây gì thì người ta tính tiền loại trái cây đó nha mọi người nha. Ví dụ như vườn đó có chôm chôm với lại dâu thì 80k. Còn vườn mà có chôm chôm với lại măng cụt á thì 100k nha mọi người. Tại vì cái giá thành của măng cụt á nó đắt hơn nha. Vì vậy thì nếu mà có măng cụt trong đó thì sẽ giá khoảng 100k một người nha mọi người. Thì vào mọi người quan trọng là mọi người hỏi ở trong đó có loại trái cây nào và giá tiền như thế nào. Mọi người cảm thấy hợp lý thì mọi người vào nha. Đó, cái đó thì người ta không ép buộc nha mọi người nha. Tại vì trong đây rất là nhiều vườn cho mọi người lựa chọn. Vườn Trung An Củ Chi này phải nói là rất là nhiều, chú mười nheo rất nhiều. Hay Huệ là những người vườn nổi tiếng. Măng cục này bán sao đi cô? 40.000 à? Lấy 2kg đi. Măng cục này bẻ trong vườn luôn hả cô? À, trong vườn hả mẹ? Dạ. Mình chơi mâm chấm thái á. Dạ không, măng cục thôi. Cảm ơn. Cảm ơn mẹ. Mình mới mua 2kg măng cục nha, ký 40k nha. Mình cũng không trả giá luôn, 35-40 rồi mình không trả giá mọi người nha. Đó.